Cách tạo ẩm cho nhà Yến không cần máy phun xương tạo ẩm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi biết được có 2, 3 nhà Yến áp dụng theo cách mới này do các nhà kỹ thuật Singapore tư vấn. Còn tôi, tháng 9 năm 2013 khi theo chân các bạn Malaysia làm tư vấn cho hai nhà Yến ở sông Đốc Cà Mau, khi vào trong nhà Yến là những hồ gạch rộng 3 mét, cao 30 đến 35 cm, chứa đầy nước. Trong hồ là những đường ống PVC dần không khí có soi lổ nhỏ nằm chìm dưới đáy hồ đường ống pvc nối với hệ thống máy bơm không khí tôi nhìn tìm và trong nhà yến hoàn toàn không có các thiết bị phun xương tạo ẩm trong điều kiện bình thường không khí được bơm sụp vào nước chứa trong hồ không khí hòa tan trong nước và tạo ra những bọt khí ẩm nước và thoát ra từ hồ nước hòa tan vào không khí trong nhà yến nâng độ ẩm trong nhà yến lên thực tế nước của hồ nước sẽ bốc hơi chưa tính đến hơi nước tạo ra từ việc bơm không khí hòa tan vào nước trong hồ là đã tạo nên một lượng hơi nước vào không khí trong nhà yến thường là 60 đến 65%. Khi nhiệt độ tăng lên, lượng hơi nước bốc hơi trong hồ cũng sẽ tăng lên theo tỷ lệ thuận của nhiệt độ và tác động nghịch kéo nhiệt độ hạ xuống, với tác động của không khí bơm liên tục vào hồ nước, một lượng không khí dư thoát ra sẽ mang hơi ẩm của nước vào không khí góp phần nâng độ ẩm lên cao. Mặt khác những bọt không khí nước sẽ vở ra tạo thêm hơi ẩm cho không khí trong nhà yến. Tạo độ ẩm nhà yến luôn đạt trên yêu cầu 73% và có thể đạt trên 78% và điều đặc biệt đáng quý là không có nước tích tụ động dưới sàn một nguyên nhân gây nấm mốc trên ván nhà yến lợi ích khác của phương pháp này đã cung cấp một lượng không khí vào nhà yến sẽ tạo một sự dịch chuyển không khí từ dưới lên không khí luân chuyển tốt là yếu tố để chim yến đến thăm dò quyết định cư trú không khí luân chuyển tốt sẽ là nguồn cung cấp oxy cho chim yến sinh sống trong nhà yến, nhất là khi chim yến về nhà yến đầy, máy bơm không khí là loại máy bơm sạch được điều khiển bằng tam mơ hoặc bằng cảm ứng nhiệt độ hay độ ẩm, dù thời gian chưa đủ dài để chứng minh sự thành công của sáng kiến này nhưng chủ nhà yến yến đã có thông tin là đã có thu hoạch tổ yến. Trong nhà Yến tôi đang tư vấn sẽ hoạt động vào trong khoảng tháng 6 năm 2014 thực hiện việc tạo ẩm theo sáng kiến này trong nhiều lý do, có lý do tiết giảm tài tránh và không gặp phiền phức của các loại máy phun xương tạo ẩm thường dễ bị trục trặc kỹ thuật.